Chào các bộ các mê cho nhuận mạng. Mời các bộ các mê cứ nhuận mạng theo ngõ chương trình truyền hình thiểm mương của Đài Phát thanh Công truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa các bộ các mê cứ nhuận mạng, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, gắn mật phong trào học tập của là theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Niệm là hai mô hình án công an huyện Yên Thủy xây dựng gắn mật kỷ niệm 30 năm là di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bắt đầu chương trình hôm nay có phóng sự bộ phim nội dung ni mới các bộ các mê cứ nhuận mạng tiêu ngọ. Với phương châm giải quyết 8 thủ tục hành chính nhanh gọn, khẩn trương với thái độ phục vụ mọi miếng tấn tính, đều là thối án cùng quyền lý, công an huyện Yên Thủy đã lựa chọn 8 cán bộ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất chính trị là quyết ở bộ phận tiếp dân là thủ tục hành chính. Chứng minh thư nhân dân của tôi là cũng theo quy định. Chứng minh nhân dân của tôi theo quy định thì đã biết quả thời hạn chưa đúng. Tôi điện ni đưa lá lại, thì công an tán anh chỉ tiếp đoàn cùng hưởng rân lá thủ tục rất nhiệt tính, nhanh gọn. Lớp ni đôi cấp chứng minh thư thì phải mới khẳng, cả ni chỉ vắt 15 ngày. Được, nhưng bây giờ thì cũng chỉ có 15 ngày. Trong 15 giáp hơ, cũng với toán đảng, toán dân cũng thay mở miếng, công an huyện Yên Thủy cũng đang nghiêm túc học tập lá di chúc của bác gắn với lá khẩu điệu bác Hồ đáy công an nhân dân, bằng đứa hình thức thiết thực, phù hợp với tinh thần, yêu cầu cùng quyết án trao ở từng thời kỳ cách mạng. Lòng này, lực lượng cảnh sát giao thông là mô hình nêu lên ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính là mô hình cải cách hành chính, nâng lên đạo đức công vụ gắn với lá phong trào đẩy mạnh học tập cùng lá theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hào mô hình lý công an quản triệt là một cách nghiêm túc. Theo này, mỗi cán bộ triển chi từ lá cho miếng mới đối đủ học tập cho bác gắn với công việc chỉ trí an trao. Đảng ủy, ban giám đốc công an huyện Yên Thủy chỉ đạo 8 đối nghĩa vụ liên quan của chỉ cán bộ luân phiên là việc bảo tán ngay thử bay hàng tuần, đỡ tiếp nhận giải quyết 8 thủ tục hành chính. Bộ thực tế triển khai cùng quyết ngảm thầy, công tác đảm bảo an ninh trật tự lưng quần mướng Yên Thủy có chiến biển tây cực, tiếp tục kiềm chế cái gia tăng của tán loại tội phạm cũng tai tệ nạn tra hủy. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm, luôn án thuế, lòng này tỷ lệ khám phá lóng án 15%. Cán bộ chiến sĩ án phân công cùng quyết lực tiếp, đỡ tiếp công dân, tiếp món miếng, luôn có ý thức nâng lên đạo đức công vụ, trách nhiệm, lước món miếng, là phải lê tiết, tác phong, tận tâm tận lực, hưởng rân cẩn thận, lá theo đúng quy trình, chính từ thủ tục của món miếng, lòng cái hành chính phần đầu ba giảm. Thứ nhất là giảm với thời gian, thứ hai là giảm với thủ tục, thứ ba nữa là giảm với chi phí của món miếng. Mục tiêu lòng giai đoạn đỉnh của công an huyện Yên Thủy là chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, chứ bảo tình hình, là thối chức năng tham mưu, triển khai có hiệu quả đối chương chính, kế hoạch, biện pháp công tác, tập lùng lực lớn đấu tranh với tán hoạt động chống phá của tán thể lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội lần quần mướng. Cán bộ chiến sĩ lòng đơn vị tiếp tục tu trường phẩm chất đạo đức cách mạng theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng khảo điếu bác Hồ đấy. Thưa các bộ các mê cứ nhuận mạng, lang sang mộ nở khép minh lòng lang thung chơi chân đôn mộ lùng đi khấn như là tách biệt hắn mẩn không gian bên vai. Cuộc khổng êm dịu có một lâm nha ở bưng đi tuy nở gián gì mộc mạc nhưng thu hút khách du lịch với kẻ nét văn hóa trong sinh hoạt cùng kẻ kiến trúc nhà Khánh nó quan hiểm dự ảnh tên kẻ nét của nhà Khánh bởi tới hơ. Bản mướng Giang Mô thuộc xã Bình Thanh huyện Cao Phong ở cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng mớ cầu khổ. Bớ lô, ni công án mắt đỉnh là mùi lúng lá du lịch cũng đúng, ảnh khóm dù khác lòng nước cũng quốc tế ưa. Tán tôi có dịp đỉnh bán Giang Mô bảo tán ngay lõ và đấu chín quán. Ni cũng là lúc một miếng ớt lòng mướng thu hải lõ, lá không khí bui nhũn ớt lòng bàn, lòng mướng. Thưa các bộ các mê cùng ảnh mạng, cả ni tôi đang có mặt ở bán Giang Mô, một bán là du lịch cùng đông ở xã Bình Thành, huyện Cao Phong. Lúc ni ảnh khách du lịch hay xa mắt đỉnh, vì con hiểm ảnh đang giá trị văn hóa thốt của mỏ ở ni, khơi như con lê như bữa mới. Đôi mắt rõ hơn đang giả chi rỉ, y như cách mỏ mê là du lịch cùng đông, mời các bộ các mê cùng ảnh mạng đều với đàn tôi tìm hiểu. Ngày múa là một lòng tán thời điểm thể hiện rõ nhất kỷ niệm đẹp văn hóa cùng nhiều phòng tục chiến thổ của mỏ mướng ở ni. Thay vì nhà nó mắt nhá này, thay mò miếng cũng tập lung bao mũi nhá, đâu giúp khá hải lõ cho nhanh. Hết nhà ní, chiến đỉnh nhà khác.
ló khao khi hải quế cũng ăn rún thánh như cái bò to chiên quế bắn như cái đoan đam ăn lá pớt lê cũng tập hợp ở chân ở phơi chung nì là môi nơi đẹp văn hóa rất ét gấp ở tán quần mưa khác nì cũng là môi cái tật lễ quê thổi cỏ pớ đế hơ của món mướng ở Hòa Bình. Quần mướng y ngày càng phát triển, quốc khủng ngày mới nhanh hơn. Thiểm má ở bán mướng giang mô, quốc khủng, chán đơn, bính dĩ, trang đẫm nét văn hóa chiến thủng, y quán hiêm lý ản pớ đới hơ cho điện may. Khác chủ lịch Hòa Bình Quế Ni, có thể cảm nhận điếu này một cách đo nét nhất. Một miếng ớt lo mướng căn ní y phải chủ đúng tán công cú lao đụng la pớt lê, lào, như khung trướng bài, nả, đố đỡ đứng lại cơ. Tán ủn máng mướng, khắn khèo, vừa rồi quyết đúng ná, vừa thánh thảo quyết thiểu thúa, đàn lát. Khác du lịch Hòa Bình đường Giang Mô, con cỏ dịp ăn ngầm tán tràn phẩm lá thu côn, vớ mây, lê, cũng thổ cầm, đa dạng, vội đứa như cái đẹp đẹp của mỏ mướng. Mỏ ở Giang Mô con rất thân thiện, hiểu khác. Ở ni, miếng có thể lựa chuẩn, bất kỳ nhà khái nó miếng ưa, đờ nghi chân. Với tan lưới thể khăn cỏ ní, bán Giang Mô cũng đang ăn khai thác đưa lá du lịch cũng đúng. Ớt long mướng căn ní có ba khẩu ô nhá lá du lịch. Khác đến ni, cũng ăn lai nghiệm đất đứ, hoát đúng, lì thủ, lòng quên, lòng mướng. Khi mà khác du lịch tệ ni thì khác ăn trải nghiệm là nấu ăn với gia đình. Cái thứ hai nữa là ăn tì hại rau ở xung quanh nhà. Thì là cái món rau tô của dân tộc Mường. Du lịch thì cái khó khăn nhất là về kinh phí. Ở bản này họ chẳng có tiền thì mà là về cái ví dụ như khu vui chơi chẳng hạn. Cái ở còn nơi bản này thì chỉ có mỗi nhà sàn với lại cái đô thổ cẩm. Thì mong muộn nhất là của người dân là mong hàng có một cái khu du lịch ở con bán thì khẹt là tệ có cung ăn cung ở với lại có cung chơi thì họ mà cảm thấy là thoải mái mong là như thế thì có khẹt là tệ với dân tư hơn. Trắng đường vẻ đẹp của Giang Mô thất tiểu chuốt nếu miếng trắng trắng đường tán ngồi nhà khánh chiến thùng cỏ hình mai rõ. Căn ni ở bán Giang Mô có hơn 100 ổ nhà với hơn 45 mỏ. Mỏ mênh chủ yếu lát lông cờ với đúc chiếm. Có lẽ ẩn tượng đầu tiên, lòng đăng kể chuyển du lịch, chỉnh là nhà khai ở bán Giang Mô. Căn ni mới các bộ các mề công ổn em ổn máng đều với đàn tôi thêm hiểu. Món mênh ở ni chủ yếu khổng lòng nhà khánh. Nhà khánh của mỏ mướng, ả lá ở lúng cỏ đĩa thể gió, đỡ đoàn giọt lưới. Nhà có ba tấn. Tấn gác là lúng đơ lương thức cũng đồ dúng lòng lúa nhá, tấn dưa đơ lá chỉnh hoạt, gấm khánh, đơ hiêm đơ cất tán chúng cú chán chất hay đúc chiểm lụ bó ca củi. Cứa trình à lá ớt lược nhá, lá kể lúng đi lái quát lõng chẳng thế thiểu. Mán khăng, y phải lá khổ lê, ăn dưỡng vườn góc với đoán nọc nhá. Tuy thỉa một miếng ơn y cô khổng lòng nhà khánh, thỉa má chủ lượng nhà khánh vừa đới hơ, y quán hiểm lễ ản đất ét, chỉ có thể đềm lệnh nấu ngọn thay. Lòng này có nhà khánh hơ của ô nhà ông Nguyên Văn Thương là mối lòng chủ hiểm. Đỉnh đới của ông ngồi nhà công đã ản khoáng mối lăm 50 tuổi, cốm qua bà thể hế. Vừa tới ông, tới cha, có nhạc nhớ là khâu ni tân con tân cải có tể con tể cải tha là phải giữ lề cái ngôi nhà của mòn mình ý bởi cha ông mình khai thiên lập địa tha là cố gắng giữ lề cái ngôi nhà sàn của mòn mình biết là cái nhà sàn cổ lược tiên là có cái kéo bởi cái bà walk và cậu kết lại bởi lá mà đồng lên là ngôi nhà mà lớp ản là bại vì là cỏ nó chắc chắn này chẳng lo dọ vào chi cả. Khi đến tham quan bán Giang Mô, một miếng cỏ thấy đi bố giữa không gian yên tinh, lưng ả khạt lòng mướng, đơ tân hương kể về đẹp ơn ni. Chủ khác lưng chân, cỏ thấy vào thăm bất kỳ cái nhà khánh nó, đơ đếu tím hiêu với bán chắc văn hóa của một mướng, đưa ăn lai nghiệm tán chỉnh hoạt hàng ngày của một mướng, cũng như chăm ngọt lù bó ca củi, đi lá trỏng, đi chăn bẩn, hải lướm. Đợt lai nghiệm quốc khủng hàng ngày, thuấn nôn, lá túng, lá ná, lên rứng, lên rõng với một miếng ơ ni.
thì mát đơ về đẹp ní luôn ảnh duy trì cũng ảnh dù khác ưa thì việc bảo tồn cũng như hiểm lễ giá trị văn hóa của Mỏ Miếng là việc rất cần thiết. Đặc biệt cả ní khi mát tác động của quốc khủng mười y ngày mới đứa hơn. Con thời gian tới là ở xóm có cái clean có triển khai thành xóm một số cái kế hoạch với cái bảo tồn khu du lịch cái như là vệ sinh môi trường và là cái la lai cái đường lang ngõ xóm là có cái dự án thế là trồng cái hoa luôn cái hoa của ngoài khu pin vào lô con nhà văn hóa của xóm để cho cái khung cảnh càng là đẹp lên. Đường vừa bán mướng giang mô, miếng cốc ảnh hóa miếng bao không gian, đứa như cái thổi đẹp, miếng cốc có dịp ăn trái nghiệm bớt tán thủ vị ní, đến như cái ưa khác. Lúc ní, cô hứa hiến là điểm đường cho tán ngoài ưa cảm phả, lại nghiệm du lịch cũng đúng, mỗi lúng khả phả lý tương, cho tán mỏ, hào tim quế trồn bình yên. Chương trình truyền hình thưởng mương của Đài Phát thanh Công truyền hình tỉnh Hòa Bình ngày mai xin tạm trở lại ở ni. Chờ ơn các bộ các mê có nhận mạng trả tiêu ngọ. Xin chào, hẹn gặp lại.